Bầu cử ở Mỹ chờ đợi gì ở ngày siêu thứ ba ngày mùng tháng 3? Siêu thứ ba ngày mùng tháng 3, một trong những ngày quan trọng nhất với chính trường Mỹ đã cận kề trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đang tăng tốc hướng về ngày bầu cử vào cuối năm nay. Mùa bầu cử sơ bộ Mỹ sắp chuyển sang giai đoạn cao điểm với ba cuộc bầu cử qua hình thức họp kín, caucus, và bầu cử sơ bộ vào cuối tuần này một cuộc bầu cử khác vào ngày thứ hai ngày mùng bốn tháng 3 và sau đó là siêu thứ ba khi các cử tri ở 15 bang và một vùng lãnh thổ sẽ bỏ phiếu do đó đây là một cột mốc quan trọng trong cuộc đua vào nhà trắng 2024 với nhiều điểm đáng quan tâm ngày siêu bận rộn trong lịch trình bầu cử sơ bộ ở mỹ đây là một ngày có nhiều bang đi bỏ phiếu nhất Thông thường 1 phần 3 trong tổng số đại biểu tham dự Đại hội Đảng Cộng Hòa hoặc Đảng Dân Chủ sẽ được bầu vào ngày siêu thứ ba. Tại cuộc đua của Đảng Cộng Hòa, cuộc bỏ phiếu sẽ chọn ra 874 trong số 2.429 đại biểu, tương đương 36%. Khoảng 1 phần 3 số đại biểu của Đảng Dân Chủ cũng sẽ được quyết định vào ngày 5 tháng 3. Các đại biểu này sẽ đại diện cho bang của họ tham dự đại hội đảng vào giữa năm nay để chọn ra ứng viên tham dự cuộc đua ở Nhà Trắng. Những cuộc đua cấp tiểu bang này giúp cho các ứng cử viên của hai đảng tập hợp những đại biểu cần thiết cho họ để giành được sự đề cử của đảng mình. Đối với Đảng Cộng Hòa, ứng viên sẽ cần tối thiểu 1.215 phiếu trong tổng số 2.429 đại biểu, trong khi đó ông Joe Biden dường như nắm chắc đề cử của Đảng Dân Chủ. Đối với các ứng viên, kết quả tích cực trong ngày siêu thứ ba có thể tạo đà cũng như thu hút quyên góp tài chính cho cuộc đua, nhưng ngược lại cũng có thể rơi vào thế bế tắc. Nếu có một ứng cử viên dẫn đầu rõ ràng vào siêu thứ ba, thường sau ngày này, ứng cử viên đó sẽ tiếp tục là người dẫn đầu và nhiều ứng cử viên khác sẽ từ bỏ cuộc đua. Bà Kathleen Jewitt, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Virginia Tech, nhận định trên đài Al Jazeera. Theo bà Jewitt, cả ông Trump và ông Biden đều thắng lớn tại ngày siêu thứ ba vào năm 2016, 2020 và giành đề cử của đảng mình. Khó có bất ngờ. Đối với giấy phân tích, kết quả cuộc đua sơ bộ dường như không còn nhiều bất ngờ. Các tham dò cho thấy ông Trump rất có khả năng giành chiến thắng trong hầu hết nếu không muốn nói là tất cả các cuộc bỏ phiếu của đảng Cộng Hòa. Trước đó, ông dễ dàng giành chiến thắng tại các bang Iowa, New Hampshire, Nevada, quần đảo Virgin thuộc Mỹ, South Carolina và Michigan. Dù ứng cử viên Nikki Haley đã tuyên bố không bỏ cuộc sau những thất bại, nhưng cuộc đua giữa bà và ông Trump đang trở nên quá khốc khiếng. Trong khi đó, cuộc đua bên đảng Dân Chủ vẫn còn im mắng hơn khi ông Biden có thể yên tâm với sự ủng hộ của đa số, ngoại trừ một vài phản đối không đáng kể. Năm nay, nó ngày siêu thứ ba ít quan trọng hơn nhiều nó có thể quan trọng vì bà Haley trụ đến cuối nhưng điều đó ra có vẻ như không thể tránh khỏi việc ông Biden và ông Trump sẽ giành được đề cử vì vậy chúng tôi không mong đợi nhiều bất ngờ vào ngày siêu thứ ba bà Trinh quyết đánh giá tuy nhiên có một số ý kiến cho rằng ông Trump vẫn chưa cầm chắc chiếc vé của đảng cộng hòa chỉ một nửa đại biểu được chọn trong ngày siêu thứ ba vì vậy về mặt lý thuyết một ứng viên không thể giành được đa số vào thời điểm đó vẫn có khả năng bà Nikki Haley và ông Ron DeSantis thống đốc bang Florida giành đủ số đại biểu ở bang Iowa, New Hampshire và một số bang khác để ngăn ông Trump giành được đề cử ngay cả khi ông thắng ở mọi bang trong ngày siêu thứ ba. Điểm yếu của ông Trump Thành tích tốt hơn mong đợi của bà Nikki Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang South Carolina đã bộc lộ những điểm yếu của ông Trump, nhất là nguy cơ mất phiếu của ông trong nhóm những đảng viên đảng Cộng hòa truyền thống hơn và những cử tri ôn hòa hơn. Một số chuyên gia cho rằng những cử tri đó có thể bị dội bởi chính sách cứng rắn của ông Trump về nhập cư và các vấn đề khác, cũng như luận điệu phân biệt chủng tộc của ông. Khả năng ông Trump bị kết án trong hàng loạt vụ kiện cấp bang và liên bang mà ông phải đối mặt cũng có thể khiến họ ai ngại. Cuộc thăm dò gần đây của Reuters cho thấy ông Trump đang có lợi thế hơn so với ông Biden, 37% so với 34% và có thể thu hút sự ủng hộ để giành chiến thắng. Tuy nhiên vẫn còn 22% số người được hỏi cho biết họ muốn có một sự lựa chọn khác hoặc sẽ không bỏ phiếu một nhóm có thể sẽ vẫn chưa đưa ra quyết định cho đến ngày bầu cử. Những bang nào sẽ bỏ phiếu? Năm nay, khoảng 5 triệu cử tri ở 15 bang sẽ bỏ phiếu vào ngày siêu thứ ba, gồm Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont và Virginia. Vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ cũng sẽ bỏ phiếu vào ngày này. Vì sao vấn đề nhập cư là trọng tâm của cuộc bầu cử Mỹ 2024? Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Donald Trump, người có thể trở thành đối thủ của ông trong cuộc bầu cử tháng 11, cùng có chuyến thăm riêng tới biên giới Mỹ, Mexico vào thứ năm vừa qua. Đơn giản bởi cả hai cùng nhận định cuộc khủng hoảng nhập cư là vấn đề then chốt đối với cử tri trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Donald Trump, người đang dẫn đầu cuộc đua giành tấm vé ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa trong những phát biểu gần đây ở bang Iowa và New Hampshire, đều tập trung vào vấn đề người nhập cư, được coi là một trong những chủ đề nóng được cử tri Mỹ quan tâm khi làn sóng người Việt biên trái phép từ Mexico và biên giới nước này ngày càng trở nên khó kiểm soát. Ông Trump tuyên bố nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ tái áp đặt chiến lược ngăn chặn, trục xuất cưng rắn để xử lý làn sóng di cư và cư trú bất hợp pháp tại Mỹ. Hơn 30% cử tri Đảng Cộng Hòa coi vấn đề nhập cư cấp bách hơn cả cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, chiến sự Nga-Ukraine hay xung đột ở Gaza. Theo khảo sát tháng này của Đại học Suffolk cùng báo Boston Globe và USA Today, Ông Trump dường như đã nắm bắt được tâm lý này và cử tri tăng cường đề cập tới những biện pháp cứng rắn mà ông muốn áp dụng nếu đắc cử để giải quyết làn sóng nhập cư vào nước Mỹ, gồm cả cam kết chấm dứt hoạt động nhập cư bất hợp pháp lẫn siết chặt quản lý nhập cư hợp pháp. Ngoài việc ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp từ biên giới phía Nam và trục xuất người ở lại bất hợp pháp, ông Trump còn đặt mục tiêu thay đổi chính sách đối với người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Ông Joe Biden, nhậm chức tổng thống Mỹ vào năm 2021, hứa hẹn sẽ đảo ngược các chính sách nhập cư cứng rắn của người tiền nhiệm Donald Trump theo hướng mềm dẻo và nhân văn hơn. Thế nhưng thực tế lại khác xa với mong đợi của ông khi số người di cư tràn qua biên giới tăng chóng mặt. Theo thống kê, số người nhập cư bất hợp pháp bị lực lượng tuần tra biên giới bắt giữ dưới thời của tổng thống Joe Biden đạt mức cao nhất trong lịch sử 100 năm của cơ quan này, trung bình 2 triệu người mỗi năm. Để đối phó với tình trạng nhập cư bất hợp pháp ồ ạt vào Mỹ, chính quyền ông Joe Biden đã thực hiện nhiều cuộc trấn áp ở khu vực biên giới, đồng thời tăng cường các con đường hợp pháp cho người di cư. Trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng di cư ở biên giới phía nam, ông Joe Biden đã kết thúc hợp tác với Mexico, Panama và Guatemala để thực hiện các biện pháp ngăn chặn dòng người di cư từ xa. Vì những lý do trên, cả tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đều nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nhập cư trong cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 đối với cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, đặc biệt sau khi các cuộc thảo luận trong Quốc hội Mỹ về thỏa thuận hạn chế di cư bất hợp pháp do Đảng Dân chủ đề xuất bị sụp đổ. Theo Viện Gallup, 28% người Mỹ cho rằng nhập cư là vấn đề quan trọng nhất của Mỹ, tăng từ 20% vào tháng 1 và 9% vào tháng 8 năm 2023 trong cuộc thăm dò mới đây. Theo cuộc khảo sát gần đây nhất về sự hài lòng của người dân Mỹ đối với chính quyền ông Joe Biden trong cách giải quyết vấn đề nhập cư do ABC News thực hiện từ giữa tháng 1, xếp hạng của ông Biden về việc xử lý nhập cư ở biên giới Mỹ-Mexico đặc biệt thấp, chỉ 18% đánh giá cao, bằng một nửa so với thời điểm mùa xuân năm 2021. Trong cuộc thăm dò của đại học Market, 92% đảng viên đảng Cộng Hòa hoặc những người độc lập nhưng về phía đảng Cộng Hòa được hỏi rằng ông Trump sẽ xử lý tốt hơn trong vấn đề di cư, trong khi 51% đảng viên đảng Dân Chủ hoặc những người độc lập nhưng về phía đảng Dân Chủ nhưng về phía ông Joe Biden. Cả hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump đều cố gắng biến vấn đề nhập cư đang gây tranh cãi của quốc gia thành lợi thế chính trị của họ trong cuộc tái tranh cử gần như chắc chắn diễn ra vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, nhà phân tích viện chính sách di cư Phi MPI Rujafa Christie cho rằng vấn đề nhập cư sẽ chính là thách thức lớn nhất đối với cả ông Joe Biden và ông Donald Trump.